Lái xe mới về à? Mới về. Đang chụp ảnh để bán đấy. Đang bán đào bán quất bên kia nhưng mà thấy về lại có xe gì mà nó mày Fortuner à? Fortuner. Sao tháng thấy con vàng cơ mà. Con vàng vừa bán xong. À, đây cũng Fortuner à? Ừ, con chị đi con bây giờ tiếp đến con gì? Con sáng thấy giới thiệu con nhập khẩu Thái Lan mà. Ừ, con này cũng Thái Lan. Ừ, con này cũng nhập khẩu luôn á. Hai con với là sáng bán con Thái Lan 2.10 bây giờ lại mua con 2.9 cũng nhập khẩu Thái Lan. Ôi đợt này bán đào bên quất kia thấy xe chú về liên tục. Ế sao vậy? Đấu đã tết hết tết được ế ông. Nói chuyện là nhằng ấy. Đang bán ở mầm, ngày từ sáng bán bao cây đấy. Bán được thế được thôi. Có tặng sao có thấy không? Đâu anh xem. Fortuner 2.9 nhập Thái Lan, tên tư nhân. Nhập khẩu Thái Lan cũng vừa mua ở Tứ Kỳ Hải Dương như mình sao? Ông biển Hải Dương luôn à? Đấy ông gì đấy. Đâu? Biển đẹp. Nếu được, ưu tiên anh ở Hải Dương nhá. Và tên giữ nguyên được biển đẹp. Gần Tết như này con này sẵn dùng luôn à? Sẵn dùng luôn. Và chỉ được rửa nước lã thôi. 2.009 nhập Thái Lan. Con này đang bán bao tiền đấy? Con này á? Ừ. Con này giờ đang bán 375 triệu. Sao lắm chìa khóa này? Chìa khóa zin theo xe. Mấy chìa liền cơ? Còn chưa dùng này. Vẫn bọc ni lông này. Ui giời. 3 chìa. Con này đẹp không có lỗi nầm gì không? Nói không với lỗi nhá. Máy zin order 16 vạn này. Nên màn hình camera hành trình mới đăng kiểm hôm qua xong. Lại mới đăng kiểm. Ừ. Nhập nội thất khẩu. Đẹp luôn. Nhập khẩu gầm Thái cao 7 chỗ, 375 triệu và đi Tết này, bán được hết cái chỗ đào quất kia thì chờ con này đi Vivu được ấy. 2009 nhập Thái Lan. Thái Lan 375 đúng không? 375 triệu. Nếu mà con này mà trường hợp mà Tết mà anh bán hết đào quất bên kia ấy thì để cho anh con này, nếu mà năm nay anh bán hết chỗ đào quất bên kia là anh kiếm ăn được là anh sắm một con xe đi Tết ấy. Cái gì? Nếu mà bán hết được thì mới mua xe. Thì bán hết thì mới có tiền chứ. Nhưng nếu mà không hết. Không hết thì anh chịu luôn. Tôi đi chỗ khác để tôi làm ăn đi ông. Cứ nó còn lảo đến ông ám. Đâu là việc. Thì anh thấy xe đẹp thì qua ngắm hỏi chứ anh ô tô thấy ô tô là anh khoái lắm. Biết là khoái rồi nhưng mà khoái ông khoái nhiều con lắm. Con nào ông khoái. 2009 nhập khẩu. Đèn bi xe lông này. Đăng kiểm mới tinh ra nhìn luôn. Tháng 7 năm 2023. Chủ xe mới đăng kiểm ngày hôm qua xong. Mới đăng kiểm ngày hôm qua xong rồi. Đấy bác nào mà mua con này nếu mà trường hợp mà chưa bán được thì để cho anh gần Tết này là anh bán hết chỗ đào quất kia là anh sang anh mút. Nhưng mà đợi hết chỗ đào quất kia thì có khi chiều hôm nay con này bay. Thế xe à? Đẹp bay nhanh. Thích thì đặt cọc giữ lại xe cho. Chưa bán hết đào quất chưa quyết được. Thôi cứ quay đi anh sang anh bán đào quất tiếp đi. Về việc của ông đi.